nhà thờ Vua Gùa. Buổi chiều là hay đi dạo đông lắm cả nhà. Buổi chiều cái sân này đi dạo nồm nồm. Y el poste este queda bonito ahí, pues te ayudo. Calla, busca. Bữa nào mát mát á. Đi dạo quay mới đẹp, nay nắng quá không muốn quay luôn á. Nắng quá chói không muốn quay cả nhà ơi. Trời, nó rộng mình không thể tưởng tượng được á, mình rất là nhiều cửa vào. Đây, đây là cửa của nhà thờ đó. Đây những con hẻm của nhà thờ á, đông người dạo nồm nộp cả nhà. Nhà thờ có cạnh mấy con hẻm đó, họ đi dạo nùm nợp. No dentro. Aquí no. Aquí no. Es un patio interior, solo catedral. ¿Hambre? No. Ahí no. Bueno, vamos a sacar catedral. Hasta ahí, que hay un campo todavía. ¿No? Y luego otro cacho cuando vayamos coche, ahí arriba. Bebé. ¿Qué tal? Mình đi chơi mệt rồi cả nhà. Rồi đi quay mấy cái cảnh nhà thờ mệt rồi, cái là ghé ở lại đường mình ăn đồ. Ở trong quán thì nó đông quá, mình bưng ra ngoài mình ăn. Mình uống nước và đây ăn mấy cái này, uống một ly này, mà thường thường mình uống một ly nó cũng có một cái đồ mồi để cho mình ăn ha nha. Đây mình đứng ở ngoài đường có cái bàn, mấy cái bàn kia đông quá chật quá là mình không có chỗ, mình chọn bàn đứng ăn. Đây là con hẻm của thành phố B.
Borogod, nhà thờ Borogod. Ở đây á họ già trẻ lớn bé thì họ cứ đi dạo ở ngoài á. 90 tuổi họ cũng dạo, chứ không phải Việt Nam là lớn tuổi ở nhà đâu. Khi mà lớn tuổi mà không có đi được ở ngoài xe lăn thì con cháu nó cũng đẩy đi dạo. Nếu mà còn đi được thì cũng chống gậy đi ra quán ngồi uống cà phê hoặc là uống ly bia. Ở đây họ sống thoải mái. Mình đi chơi ngày hôm qua, hôm nay mình tới nhà thờ mình quay mình chụp nữa thì mình đi về luôn. Mà hôm nay xui xẻo cái nắng quá, nắng chói chang.